thầy giáo tử vong vì tai nạn giao thông trên đường đi coi thi về. Sau khi coi thi học kỳ 1, trên đường về nhà, thầy Đặng Tiến Dũng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Quảng Bình đã không may bị tai nạn dẫn đến tử vong. Chia sẻ với Vietnamnet, ông Trần Lộc Vĩ, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quang Trung cho biết, sự việc diễn ra với thầy Đặng Tiến Dũng, giáo viên bộ môn công nghệ, công nghiệp của trường, trên đường đi coi thi học kỳ 1 về chiều ngày 6 tháng 1. Địa điểm tai nạn là đoạn quốc lộ 1A qua cầu Hồ, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo ông Vĩ, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối, trời mưa phùn, thầy Dũng bị tai nạn và nằm ở dưới mương nước nên có thể không ai để ý. Thời điểm cụ thể xảy ra tai nạn thì chúng tôi không rõ. Nguyên nhân cụ thể, cơ quan công an vẫn đang làm rõ. Theo tiến độ thu bài thi học kỳ tại trường thì việc này sẽ kết thúc khoảng 17 giờ 15 phút. Nếu thầy đi ngay đến khu vực đó thì vụ tai nạn có thể xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút. Khoảng 20 giờ tối ngày 6 tháng 1, khi người dân xung quanh phát hiện thầy Dũng nằm ở gần mương nước thì thầy đã tử vong. Ông Vĩ tâm sự, khi hay tin, ông cũng như các đồng nghiệp trong trường vô cùng bàng hoàng, thương xót bởi thầy Đặng Tiến Dũng sinh năm 1984. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ chồng thầy có ba con gái còn nhỏ, cháu lớn năm nay học lớp 3, phải nhờ người em ở Lâm Đồng nuôi ăn học, vợ chồng thầy nuôi hai bé. Thầy Dũng có thể coi là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Hai vợ chồng thầy cũng nuôi mẹ già gần 70 tuổi hay đau ốm. Vợ thầy đang chuẩn bị thủ tục để đi nước ngoài lao động. Giờ chưa kịp đi thì chồng qua đời. Các đồng nghiệp như chúng tôi vô cùng đau xót với mất mát quá lớn của gia đình, thầy Vĩ nói. Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quang Trung cho hay, thầy Dũng là một giáo viên tích cực, nhiệt huyết với nghề, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Vĩ cho hay, ngay sau vụ tai nạn, trường Trung học Phổ thông Quang Trung cũng đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát to lớn với gia đình thầy Dũng tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi cũng cử người thường xuyên túc trực để cùng phụ giúp, lo việc cho gia đình thầy Dũng, ông Vĩ nói.